thì đây là cái mấy cái ghế anh em mấy cái ghế, một cái loại uh, linh sam quái bên em ha linh sam gieo hạt đó thì có mấy cái cây nè đó như cái cây này thẳng đứng lên ha nhiều anh em kêu kiếm cây đổ đó thì cái cây mình trồng lúc nào mình đâu có trồng uh, đổ xuống được đâu anh em tại mình trồng trong cái uh, bầu đó nó mình làm đổ xuống thì nó đụng nó đắt rồi cái đọt đụng đắt đâu phát triển được thì mấy cái cây mà gãy đứng đúng không về anh em cứ sổ bầu ra mình bẻ nó xuống ha lấy dây uh, cố định nó lại thì uh, nó sẽ thành đổ được ha anh em đó như cái cây này nè chiến trước thì nó mọc đứng lên ha thì uh, em vô chậu đó thì mình làm cho nó đổ xuống nè đó mình sổ cái bầu ra một phần ghế thì mình cho vô bộ uh, vô chậu á mình cố định dây lên nè anh em ở dưới đây á, thì mình kéo nó xuống ha mình cũng cố định cộng dây luôn đó thì nó sẽ ra cái cây đổ cho anh em chơi ha cái anh em nhìn nè đó khá nó già luôn ha anh em đó vô chậu hết trơn rồi tàn hiện cũng đang ra lá ha đó, về em mình chơi thôi nuôi già già nó thì có bông rồi mấy cái linh sam này á, thì nó già hết rồi gieo hạt á mà trồng đâu cái loại bự này trồng đâu gần 3 năm hết em đó thì nó có bông hoa hết trơn rồi đó, về anh em chăm theo khỏe thì ra bông hoa thôi á thì em mới có cấy lên nè à, nó chưa có mọc ra hết ha rồi cái cây này em xin giao lưu với anh em giá 350 k đó bao gồm ship ha và bao gồm chậu luôn hả, anh em đó, bao gồm chậu như trên cái tay của em như nè Cái chậu này em mua đâu cũng ba mấy bốn chục rồi đó Ba mấy bốn chục ngàn rồi ừ. Về mình để bàn trà đồ mình chơi đồ cũng đẹp ha anh em Đó Cây thì nó khá già nè Đó, cây này hiện già luôn ha 350k đâu có gồm phí ship luôn Đó Khá bự ha anh em rồi anh em mà thích thì liên hệ cho em ha rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em ha anh em